Xin chào cả nhà, hôm nay mình ra mình đóng lại cái hàng rào quanh cái ao cả nhà. Cái đầu lưới á nó bị gãy rồi. Dịch dễ thương, chào các chú dịch nha. Mình đóng lại mấy cái trụ này cả nhà. Mình sạch. Nó bị cái rào này. Cái lưới này mình rào lại là nó bị gãy cái cây rồi đó. Đóng lại. Cái này có cá, có cây đũng đỉnh nè. Trời ơi, có cây chuột. Đây có cái bụi đũng đỉnh nè. Có bụi khóm. Cây khóm. Con làm gì Nam, con đầm ra ngoài vậy hả? Đóng cái cây xuống xong rồi kéo lưới ra. Để cá nó không có bị đi ra ngoài đó cả nhà. Ấm. Nó bị sập xuống. Con bạn này nè, đó bạn ngồi bán giúp nè, bán cầm. Nè cái búa, cái búa này. Vòng không bao giờ đóng được. Con vòng này đóng không có dễ xuống chứ được. Cá quá. Ăn lên ăn lục bình. À nó ăn nó bèo cả nhà. Rồi cái cá nào đây? Rồi buộc dây lại nè. Đó là cái cây đó để gì đó nè, anh cột nhập vô ba cây nè. Ba cây đó nhập vô đó đang cho nó cứ. Ngoại buộc lại. Ngoại chứ vừa thì khô ngoại. Khô phải không? Lấy cái dĩa đó chứ khô gì nữa. Có trái vừa khô. Em cái gì vậy? Dạ.
chui qua đây rồi, gai không có ngon. Ngứa đó. Đi trở lại với bà ngoại nặng đi. Đứa cái ngứa đó. Ngứa.